Xin chào mừng các bạn đã cùng đến với tạp chí game số 172. 7 ngày qua, làng game thế giới tiếp tục chứng kiến hàng loạt những thông tin mới về các tựa game sắp ra mắt, về những đội ngũ làm game, những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển game cùng các sự kiện, giải đấu thể thao điện tử trên toàn cầu. Và tất nhiên đừng quên những tựa game mà các bạn nên chơi trong mục phải chơi ngay, cùng những màn giao lưu thú vị trong góc nhỏ khoảnh khắc game. Ngay bây giờ như thường lệ, hãy ngồi xuống và cùng mình đi một vòng quanh game nhé. Nhưng mà khoan đã, bạn đã bao giờ cầm 15 triệu đi mua PC mà lại lăn tăn không biết nên chọn cấu hình nào vừa rẻ, vừa đẹp, lại còn quẩy được game AAA? Hãy sắm ngay cho mình cấu hình PC gaming tốt nhất tầm giá 15 triệu tới từ PCM với CPU quốc dân Intel Core i5 12400F cùng các đồ họa RTX 3060 12GB giá rẻ hiệu năng cao, đi kèm RAM 16GB DDR4 và SSD 512GB chuẩn NVMe, thoải mái để các bạn thực hiện đa tác vụ, chiến game mượt mà và làm việc cũng đầy nhanh gọn. Tất cả lại được lắp ráp cực kỳ chắc chắn trong một vỏ case hệ bể cá, cực lung linh những lúc trời đêm, hoặc nếu chưa ưng, bạn có thể vào phần upgrade để tùy chỉnh nâng cấp, thay đổi cấu hình tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của bạn. Truy cập ngay vào website pcmarket.vn hoặc đến trực tiếp các showroom của PCM để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể nhé. Thông tin chi tiết về sản phẩm chúng mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Đúng với vị thế là một trong những cái tên được mong chờ nhất năm nay, Black Myth Wukong ra mắt và nhanh chóng đạt được thành công lớn trên mọi nền tảng, trong đó có Steam. Tuy nhiên có lẽ cũng ít ai có thể ngờ rằng thành công đó lại lớn đến như vậy, khi Black Myth Wukong là cái tên chơi đơn có số người chơi đồng thời cao nhất trên nền tảng nhà Valve. Chưa hết, nó còn vượt qua nhiều tựa game trên mạng khác và chỉ còn đứng sau hiện tượng một thời PUBG ở danh sách này. Ở thời điểm viết tin, Black Myth Wukong đã lập kỷ lục với con số 2,2 triệu game thủ chơi cùng lúc trên Steam. Với việc chưa tính số lượng game thủ trên PS5, thì rõ ràng Black Myth Wukong đã lọt top thành công lớn nhất trong năm nay, cho thấy tiềm năng rất lớn của ngành công nghiệp game Trung Quốc nếu họ có ý định đầu tư nghiêm túc. Chất lượng của Black Myth Wukong hiện cũng được đánh giá cao khi xây dựng thành công một thế giới thần thoại dựa trên tác phẩm Tây Du Ký rất đỗi cuốn hút. Điểm yếu lớn nhất hiện tại của game có lẽ là ở việc còn tối ưu chưa được tốt, thứ chắc chắn sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới mà thôi. Phiên bản VR của trò chơi được mong đợi GTA San Andreas đã bị tạm dừng phát triển không thời hạn ở Meta. Dự án này vốn được công bố từ tận năm 2021 và từ đó tới nay rất ít thông tin về nó được thông báo, để rồi khi thời điểm tới thì tin này lại là một tin không mấy vui vẻ. Theo đó, đại diện của Meta cho biết GTA San Andreas VR đã bị tạm dừng vô thời hạn để tập trung vào các dự án khác. Meta cho biết họ vẫn tiếp tục muốn cộng tác nhiều hơn với Rockstar trong tương lai, dù không nêu cụ thể về những sự hợp tác này là gì. Thực tế thì GTA San Andreas VR ngay từ đầu cũng chỉ giới thiệu tới người chơi logo của nó, và với việc chẳng có gì nhiều hơn được tung ra, có khả năng nó đã gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình phát triển, thậm chí chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của các fan khi công bố mà thôi. Đầu tuần này, sự kiện The Monster Gamescom đã tiến hành buổi phát sóng Opening Night Flight 2024 của họ với nhiều công bố thú vị dành cho những người yêu game. Sau đây sẽ là những tựa game đáng chú ý nhất đã có mặt trong chương trình này. Lưu ý, không có siêu song đâu nhé. Mở màn cho Gamescom Opening Night Flight năm nay là màn nhá hàng bất ngờ của Borderlands 4, không có quá nhiều điều được hé lộ ngoài việc trò chơi sẽ ra mắt vào năm sau. Call of Duty Black Ops 6 cũng có mặt và phô diễn một nhiệm vụ chơi đơn mang tên Most Wanted, vẫn là những trường đoạn đậm tính điện ảnh quen thuộc đi kèm Quick Time Event, dù sao thì với các fan đấy chắc chắn vẫn là một sản phẩm đáng mong chờ. Trước lời ấn tượng bậc nhất của buổi phát sóng lần này chắc chắn là Ghost Simulator Remaster, sự kỳ cục của sản phẩm này đúng là được đẩy lên một tầm cao mới nhờ màn công bố của nó. DLC Episode I Kiss dành cho Persona 3 Reload tiếp tục công bố thêm những hình ảnh mới, đặc biệt là sự có mặt của Joker từ Persona 5. Dying Light The Beast sẽ là một tựa game tách biệt hoàn toàn mới trong vũ trụ Dying Light, đưa người chơi trở lại với vai trò Kai Crane, người hùng của phần 1 sau nhiều năm bị trở thành vật thí nghiệm. Điều đáng chú ý là nếu bạn sở hữu phiên bản Ultimate Edition của Dying Light 2 Stay Human, bạn sẽ có The Beast hoàn toàn miễn phí. Tới từ nhà phát triển Fuzzybot, Link's Banner of the Spark là sản phẩm roguelike hack and slash, nơi ta nhập vai vào những con người duy nhất còn lại trên hành tinh với nhiệm vụ tái xây dựng lại các thành phố cùng sự giúp đỡ của những chú robot thân thiện. Donut Montreal giới thiệu nhiều hơn về trò chơi của mình Lost Record, Bloom and Red. Lần này chúng ta được biết nhiều hơn về các nhân vật của trò chơi, tuy nhiên lại càng trở nên tò mò với sự hé lộ về những gì bất thường sẽ xảy ra. Lost Record, Bloom and Red sẽ được ra mắt theo hai đợt, đợt 1 vào 18 tháng 2 và đợt 2 vào 18 tháng 3 năm sau. No More Room in Hell 2 tiếp tục công bố nhiều hình ảnh mới. Trò chơi cho phép 8 người co-op đi kèm cơ chế permadeath này chắc chắn sẽ mang lại những màn hành động sôi động đẫm máu. Nó sẽ chính thức tiến hành Early Access vào dịp Halloween năm nay. Infinity Nikki cũng tung ra thêm một trailer mới đầy màu sắc, phô diễn bối cảnh thần tiên cùng hàng tá những sinh vật dễ thương mà bạn sẽ giúp đỡ trong thế giới này. Trò chơi đã cho phép đăng ký cho giai đoạn Closed Beta. Part of Bethesda 2, trò chơi rất được mong chờ, sẽ chính thức đi vào giai đoạn Early Access từ ngày 15 tháng 11 tới. Dune Awakening, sản phẩm MMO thuộc vũ trụ Dune, cuối cùng đã thông tin chi tiết về gameplay của nó, bao gồm hệ thống xây dựng nhân vật, chiến đấu, xây dựng căn cứ, tàu bay, kết bạn và cả những con sandworm cực kỳ khủng khiếp. Trò chơi sẽ ra mắt vào đầu năm sau. Reanimal, tựa game mới tới từ Tangier Studio, những người tạo ra Little Nightmare, lại là một sản phẩm cực kỳ giống với Little Nightmare. Với những hình ảnh tuyệt vời đầy ám ảnh, đây là một tựa game mà game thủ nên ngóng chờ.
Monster Hunter Wise, cái tên ra mắt vào năm sau, tung ra thêm một trailer nữa, và thêm vào đó hàng loạt những con quái vật mới mà người chơi sẽ được đối mặt, cùng với đó là nhá hàng về một casino nấu ăn, thứ mà các fan Monster Hunter luôn yêu thích. Mecha Break, tựa game Mecha nhận được sự chú ý thời gian qua sẽ tiến hành thêm một đợt Closed Beta dành riêng cho người chơi Xbox từ ngày 25 đến 27 tới, trong khi đó game thủ sẽ phải đợi đến năm sau cho sự ra mắt hoàn chỉnh của cái tên này. Monument Valley, siêu phẩm giải đấu một thời sẽ trở lại với một phần game mới, được tạo ra bởi Us True Game hợp tác cùng Netflix. Monument Valley 3 chắc chắn thuộc diện phải chơi ngay đối với những ai đam mê game giải đố, trò chơi phát hành vào ngày 10 tháng 12 này. Đúng như lời hứa hẹn, Civilization 7 có mặt tại show phát sóng chính của Gamescom với những hình ảnh gameplay đầu tiên, một sản phẩm chiến thuật nổi tiếng và rất yêu mến. Civilization 7 phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm sau. Marvel Rival cũng đã công bố ngày ra mắt chính thức, đó là mùng 6 tháng 12, với việc cho miễn phí tất cả các nhân vật từ nay về sau. Dù không trực tiếp là một trò chơi, song Secret Level chắc chắn cũng là cái tên rất đáng mong chờ. Đây là một TV series được tạo ra bởi những người làm nên lớp Dead and Robot, sẽ đưa người xem vào thế giới của rất nhiều các trò chơi vũ trụ nổi tiếng như Pac-Man, Dungeons and Dragons, Exodus, Spelunky, Warhammer 40k hay Mega Man. Kingdom Come Deliverance 2 không bỏ lỡ Gamescom với một trailer mới trước ngày ra mắt 11 tháng 2 năm sau. Hậu bản lần này hứa hẹn giữ nguyên chất của phiên bản đầu, đồng thời bổ sung thêm nhiều cơ chế tái hiện hoàn hảo không khí thời kỳ trung cổ tại Bohemia. Batman Arkham Shadow, tựa game VR độc quyền cho Meta Quest 3, cũng chính thức công bố những hình ảnh gameplay của nó, một sản phẩm cũng gây ra sự tò mò lớn, dù khả năng tiếp cận của game thủ là khá khó khăn. Little Nightmare 3, nay được tạo ra bởi Supermassive Game, có mặt tại Gamescom cùng khá hình ảnh mới, dù chưa có ngày phát hành chính thức. Hurtling, đúng như cái tên, là một tựa game cho phép chúng ta làm công việc dẫn đường cho những sinh vật to lớn, bằng có những khu vực đa dạng và khắc nghiệt. Nếu điều đó chưa đủ làm bạn chú ý, thì hãy biết rằng Hurtling được tạo ra bởi đội ngũ phát triển của Fallout Sale, sản phẩm cực kỳ chất lượng. Master of Albion là cái tên mới nhất của nhà làm game Peter Molyneux. Trở lại với thể loại God Game từng là sở trường của ông, Master of Albion có cho mình một trailer khá dị thường khi nó là sự kết hợp của rất nhiều thể loại. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là thành tích không mấy ấn tượng của Peter Molyneux trong suốt nhiều năm qua, dù sao thì đây cũng là một tựa game gây ra sự tò mò khá lớn. Squid Game, series truyền hình ăn khách của Netflix cũng sẽ có cho mình một trò chơi riêng mang tên Squid Game Alice. Cách chơi của nó thì đúng như bạn dự đoán rồi đấy, sẽ là một cuộc đua sinh tồn giữa người chơi với nhau. Dark & Darker, tựa game vô cùng khó nhằn từng làm mưa làm gió trên Steam, công bố phiên bản mobile của mình, cũng như việc cho phép người chơi đăng ký chơi trước ngay từ giờ. Indiana Jones and the Great Circle xuất hiện với một đoạn trailer khá dài với nhiều hình ảnh thú vị mà các fan sẽ yêu thích. Trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 9 tháng 12 năm nay, và đặc biệt nó sẽ có mặt cả trên PS5, dù người chơi hệ máy này sẽ phải đợi lâu hơn một chút, đến mùa xuân năm sau. Khép lại Opening Night Fly năm nay là Mafia The Old Country, khi nó tung ra một teaser rất ngắn ngủi, bạn sẽ phải chờ tới tháng 12 để biết nhiều hơn về tựa game của nhà phát triển Hangar 13 này. Và đó là những thông tin đáng chú ý nhất đã có tại buổi phát sóng chính thức của Gamescom vừa qua. Sau một năm chờ đợi, cuối cùng thì phiên bản dành cho PC của Final Fantasy 16 đã được công bố và trò chơi sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 9 tới. Hiện tại game thủ đã có thể trải nghiệm bản demo của tựa game này. Phiên bản PC của Final Fantasy 16 sẽ bao gồm hai bản khác nhau, đó là Standard và Complete Edition, bao gồm hai DLC The Rising Tide và Echoes of the Fallen. Tất nhiên pre-order trò chơi sẽ mang lại cho bạn một vài món đồ bổ sung. Bản demo đã ra mắt sẽ bao gồm phần đầu tiên của game cùng với chế độ Iconic Challenge được thiết kế để phô diễn cơ chế chơi và chiến đấu thông qua một nhiệm vụ hầm ngục và một trận đánh chùm. Krafton, nhà phát hành đằng sau tựa game mô phỏng cuộc sống sắp ra mắt Enjoy, cho biết trò chơi sẽ ra mắt đi kèm với việc hỗ trợ mod chính thức. Điều này sẽ giúp game thủ có được một hệ sinh thái mod dành cho Enjoy với những công cụ, tài nguyên để họ tạo ra cho mình trải nghiệm sáng tạo riêng biệt. Các modder uy tín cũng sẽ có thể truy cập sớm vào game để tạo content, giúp trò chơi chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức ấn tượng. Bên cạnh công cụ này, Krafton cũng hé lộ về bộ xây dựng nhân vật của Enjoy mang tên Enjoy Character Studio đã cho thử nghiệm từ hôm qua tới 26 tháng 8. Enjoy được định hướng là một trò chơi mô phỏng cuộc sống tập trung vào trải nghiệm do người chơi tạo ra, với tính tùy biến rất cao. Một điều mà mọi fan của Call of Duty đều sẽ biết là việc từ khi Call of Duty HQ ra mắt thì dung lượng của mọi phần game trong series này đều đã phình to một cách khủng khiếp, đến mức mà nhiều game thủ mua cả một ổ cứng chỉ để chứa Call of Duty mà thôi. May mắn là Activision cuối cùng đã quyết định vào cuộc để giải quyết vấn đề này. Trước khi Black Ops 6 ra mắt, Activision sẽ tập trung tối ưu hóa các file game của họ. Đầu tiên là tách Warzone ra thành một nội dung riêng. Khi người chơi mua về một phiên bản mới, chỉ có các file của phần game đó sẽ được download về và họ có thể quyết định tải Warzone về sau. Trò chơi cũng sẽ nhận biết những nội dung mà game thủ ít sử dụng tới để tối ưu chúng, giúp ổ cứng không bị tác động quá nhiều.
CEO Fergus Urquhart của Obsidian mới đây trong một cuộc phỏng vấn đã chia sẻ rằng quá trình phát triển của The Outer Worlds 2 vẫn đang diễn ra trơn tru và nó đã cho thấy tiềm năng lớn. The Outer Worlds 2 được công bố từ tận năm 2021 nhưng đến nay chủ yếu vẫn bật vô âm tín, trong khi Obsidian bận rộn với nhiều dự án mà sắp ra mắt trong thời gian tới là Avowed, khiến cho các fan lo lắng về The Outer Worlds 2. Vậy nhưng với chia sẻ mới nhất của vị CEO từ Obsidian, có lẽ chúng ta có thể tạm yên tâm. Thực tế thì Fergus Urquhart cũng chia sẻ thêm một chút về những khó khăn mà họ phải đối mặt khi phát triển nhiều dự án cùng lúc, tuy nhiên thời điểm vất vả nhất đã qua nhờ sự giúp đỡ của Microsoft. Tình hình tìm kiếm nhà cửa trong năm 2024 trên toàn thế giới vẫn đang khá hỗn loạn, kéo theo nhiều chuyện hài hước. Mới đây trong quá trình tìm kiếm nhà, một người dùng mạng xã hội X đã phát hiện ra rằng những bức ảnh mà mình thấy trên web giao bán bất động sản là những căn nhà trong The Sims 4. Tất nhiên phản ứng của cộng đồng cũng khá tích cực khi họ phần lớn đều hỏi mua nhà bằng Simoleons, đơn vị tiền tệ trong The Sims. Nghiêm túc lại mà nói thì những hành vi lừa đảo thế này đã xuất hiện nhiều hơn trên các trang web, nhưng không rõ có ai bị lừa không nhỉ? Hay vốn đây chỉ là một trò đùa của người đăng tải mà thôi? Các diễn viên diễn hoạt chuyển động mới đây đã lên tiếng, đòi hỏi việc phải được biết nhiều hơn, rõ ràng hơn về những chi tiết nhạy cảm cho các trò chơi ngay từ trước khi ký hợp đồng. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với BBC, giám đốc casting chuyên nghiệp Jessica Jeffrey, người từng là diễn viên mocap, đã kể về thời điểm trước khi cô đến trường quay làm việc mà không biết rằng cảnh quay mình phải diễn hoạt là một cảnh giường chiếu. Thậm chí cảnh này là một cảnh hiếp dâm và người chơi có thể xem chúng bao lâu tùy thích, cho tới khi họ chán hoặc bắn vào đầu NPC này. Theo Jessica Jeffrey, các chi tiết kiểu này cần được thông báo trước cho diễn viên, bởi là một người chuyên nghiệp, họ vẫn phải nhập tâm vào mọi vai diễn. CEO Tim Sweeney của Epic Games xác nhận công ty này đã mất 1 tỷ đô la Mỹ trong vụ kiện nhằm đưa Fortnite trở lại các nền tảng trò chơi mobile. Điều này thậm chí chưa tính đến chi phí pháp lý cho vụ kiện với Apple và Google, thứ có thể cộng thêm hàng trăm triệu đô la Mỹ vào con số nói trên. Thông tin này được đưa ra nhân dịp Fortnite cuối cùng cũng quay trở lại nền tảng App Store của Apple tại các nước Liên minh châu Âu. Tim Sweeney cho rằng con số 1 tỷ đô la Mỹ thất thoát chủ yếu tới từ việc Fortnite vắng bóng trên các nền tảng chủ chốt và game thủ mobile đã không thể tiếp cận với tựa game họ yêu mến suốt một thời gian dài. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, CEO của nhà phát hành dành cho Manolot cho biết trong tương lai các nhà làm game nên tránh xa khỏi những cái tên phát hành lớn. Theo đó, nếu bạn là một nhà phát triển sẵn sàng đứng ra học hỏi về việc marketing thì bạn rất nên tự làm điều đó cho sản phẩm của mình, bởi khi ấy ta sẽ làm tốt hơn 90% các nhà phát hành hiện tại và tất nhiên là không tốn bất kỳ chi phí nào để trả cho bản thân. Cùng với đó, chắc chắn là bạn sẽ quan tâm hơn đến thành công của tựa game mà mình tạo ra và việc hiểu về sản phẩm của mình cũng giúp cho quá trình quảng bá hiệu quả hơn, thay vì việc những nhà phát hành vô tâm thường gắn các sản phẩm với những trò chơi đang nổi tiếng khác để thu hút sự chú ý không nên có, khi chúng đôi khi chẳng liên quan nhiều tới nhau. H2M là một bản mod dành cho Modern Warfare Remaster đã nhận được sự chú ý lớn thời gian qua khi hứa hẹn sẽ bổ sung phần nội dung chơi mạng của Call of Duty Modern Warfare 2 vào trong trò chơi này. Bản mod được yêu thích tới mức từ trước khi nó ra mắt, H2M đã giúp cho Modern Warfare Remaster quay lại top những trò chơi bán chạy nhất trên Steam. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi chính thức tới tay game thủ, đội ngũ tạo ra bản mod này đã đăng tải trên X, chia sẻ họ buộc phải hủy bỏ kế hoạch này do sự can thiệp từ Activision. H2M do đó đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Tất nhiên, phản ứng của cộng đồng với Activision là vô cùng tiêu cực, nhiều người nhấn mạnh họ sẽ refund lại tựa game này. Đúng là đáng tiếc. Naoki Hamaguchi, đạo diễn của Final Fantasy VII Remake Part 3, bày tỏ ông tự tin trò chơi này sẽ trở thành một trong những tựa game được yêu mến nhất trong series lâu năm, thậm chí hướng tới việc là cái tên hay nhất lịch sử. Yoshinori Kitase, nhà sản xuất của dự án cho biết, ông rất háo hức với Final Fantasy VII Remake Part 3 và chắc chắn các fan cũng sẽ yêu thích nó. Naoki Hamaguchi thì còn tự tin hơn, đảm bảo nó sẽ giúp Final Fantasy VII một lần nữa trở thành cái tên được đánh giá cao nhất lịch sử. Tất nhiên có lẽ phải khá lâu nữa chúng ta mới có thể nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của Final Fantasy VII Remake Part 3, nhưng sự tự tin của nhà làm game có lẽ cũng sẽ phần nào mang tới sự yên tâm cho các fan lâu năm. Đầu tuần này, Nintendo đã tổ chức một buổi phát sóng Direct đặc biệt giới thiệu về bảo tàng của họ tại Kyoto sẽ mở cửa vào ngày 2 tháng 10 tới. Công trình này được xây dựng dựa trên chính nhà máy gốc của Nintendo, nơi họ sản xuất các món đồ chơi thẻ bài và Hanafuda. Buổi phát sóng được đích thân huyền thoại Shigeru Miyamoto dẫn dắt, giới thiệu cho người xem nhiều nội dung thú vị như khu trưng bày các thiết bị lịch sử của Nintendo, quá trình tiến hóa của các trò chơi thương hiệu của hãng và tất nhiên là trung tâm trò chơi với rất nhiều các sản phẩm đã đi vào lịch sử nay được cải tiến theo những cách thức vô cùng thú vị sẽ mang lại niềm vui cho du khách. Tuần trước, chúng ta nghe về thông tin Nintendo Switch 2, tên tạm gọi của hệ máy tiếp theo từ ông lớn Nhật Bản, sẽ ra mắt ít nhất vào tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, rất có thể hệ máy này sẽ bắt đầu được sản xuất hàng loạt ngay sau vài tháng tới, chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức. Thông tin này tới từ CEO của WellChain, một nhà sản xuất bán dẫn tới từ Trung Quốc. Công ty này cho biết họ dự kiến sẽ nhận được các bộ console mới vào quý 3 năm nay. Việc sản xuất hàng loạt cho thấy dấu hiệu hệ máy này rất có thể đã có thiết kế cuối cùng, chỉ chờ đợi để được công bố mà thôi. Hiện tại có rất nhiều thông tin xoay quanh Nintendo Switch 2, từ khả năng vận hành game cho tới giá bán, tuy nhiên chưa có gì là chắc chắn.
Cuối tuần qua, trận chung kết VCS rất được chú ý giữa GAM Esports và Viking Esports đã diễn ra, và khác với những dự đoán trước trận, màn đối đầu này diễn ra vô cùng chóng vánh. Ngay ở ván đấu đầu tiên, GAM đã chứng tỏ họ vẫn là một thế lực quá mạnh ở đấu trường trong nước với sự xuất sắc của chiến thần Kiaya cùng bản lĩnh, kinh nghiệm cực kỳ dày dạn của đội trưởng Levi. Có thể nói cả 3 ván đấu trong trận chung kết diễn ra gần như một chiều, khi mà VKE không thể làm gì để cản bước GAM, họ nhanh chóng thất bại chung cuộc 3-0 mà không để lại quá nhiều dấu ấn. Với thắng lợi áp đảo này, mong rằng GAM sẽ có được thành tích tốt trong giải đấu vô địch thế giới cuối năm, trong khi đó VKE cũng sẽ có thêm kinh nghiệm để chiến đấu với các đội tuyển hàng đầu thế giới. Không chóng vánh như VCS, IEM Cologne 2024 đã chứng kiến cuộc thư hùng cuối cùng căng thẳng hơn nhiều khi mà hai cái tên Vitality và Na'Vi đã phải mất tới 117 round đấu mới tìm ra nhà vô địch. Ở bản đồ đầu tiên núp, Na'Vi bất ngờ gặp khó khăn khi người chơi đang được đánh giá cao nhất của họ, Beat, có màn khởi động không mấy suôn sẻ với chỉ số 1-11 trong first half. Phải nhờ sự xuất sắc của JL, họ mới có thể tránh khỏi một giai đoạn đầu thảm họa dù vẫn bị Vitality dẫn trước với tỷ số 8-4. Sang tới second half, Beat vẫn tiếp tục như tàng hình, may mắn là những người đồng đội của anh đã đứng lên, gần như kéo lại cả phần đấu cho Na'Vi. Tiếc rằng sự xuất sắc của Vitality, cụ thể hơn là Apex, đã mang lại chiến thắng 16-14 cho họ. Sang tới Dust 2, Na'Vi cho thấy họ không định bỏ cuộc với sự trở lại của Beat để gỡ hòa với tỷ số 13-10 ở bản đồ này. Hai đội sau đó đến với Mirage và tạo ra một trong những map đấu hay nhất của môn Counter-Strike trong những giải đấu ở nhiều năm trở lại đây. Na'Vi là đội có được lợi thế khi họ có 2 điểm match point, tuy nhiên nỗ lực kết thúc game đấu của dòng vàng không thành công, và rồi khi giai đoạn overtime bắt đầu, Zai U đã trở lại và thể hiện trình độ quá khủng khiếp của mình, gần như một tay định đoạt cả giai đoạn này, lấy về bàn thắng cho Vitality với tỷ số 22-20. Dường như đã quá mệt mỏi sau ván đấu căng thẳng, Na'Vi thua nhanh chóng trên đấu trường Inferno ở first half với tỷ số 20, và dù đã rất nỗ lực, họ cũng không thể lật kèo, mang về tỷ số 9-13 cùng chức vô địch cho Vitality. Cũng không ngoài dự đoán, Zai U là cái tên có được danh hiệu MVP lần thứ 20 của anh ở giải đấu lần này. Pokemon Unite sẽ tung ra một chế độ chơi mới vào đầu năm 2025, cho phép người chơi tham gia vào những cuộc đua hỗn loạn nhằm chạm tới mốc 500 điểm trước đối phương. Chế độ chơi này được cho là sẽ đậm tính hành động hơn so với công thức hiện hành của Unite, hướng tới những game thủ chú ý tới việc hạ gục đối phương. Người chơi cũng sẽ trở lại với sân vận động Remote, dù có bổ sung vào đó một vài thay đổi nhỏ. Điều thú vị ở đây là khi chạm tới một số mốc điểm nhất định, bạn có thể lựa chọn những hiệu ứng mới cho các Pokemon của mình, tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau, ví dụ như nhận nhiều kinh nghiệm hơn, khả năng lên level ngay lập tức hoặc có thể kiếm điểm nhanh hơn. EVA, Esports Virtual Arenas, tổ chức chuyên phát triển các khu trung tâm thi đấu esports thực tế ảo, mới đây đã tung ra một video quảng bá sự kết hợp cùng thiết bị Vive Focus 3 cho ra những màn so tài với mức độ nhập tâm chưa từng có. Đến nơi đây, người chơi sẽ thi đấu trong một sân đấu rộng 500m2, được trang bị Vive Focus 3 cùng một vũ khí có kết nối. Với công nghệ Wi-Fi 6, game thủ sẽ có thể di chuyển tự do xung quanh mà không chịu bất cứ ràng buộc nào. Đây là công nghệ được tạo ra giữa sự kết hợp bởi EVA và HTC Vive. Hiện tại, EVA đã có mặt tại hơn 19 thành phố và dự kiến sẽ có cho mình 100 phòng thi đấu tại Pháp vào năm 2025. Call of Duty Black Ops 3, tựa game ra mắt từ tận năm 2015 đến nay vẫn nhận được nhiều bản mod chất lượng, và một trong số đó là sự kết hợp với một cái tên được yêu mến khác, Team Fortress 2. Bản mod này có tên TF2 Zombie, A Loving Recreation of True Fort, sẽ đưa chúng ta như bước vào thế giới của trò chơi nhà Valve trong Black Ops 3. Điều duy nhất khiến cho chúng khác với Team Fortress 2 gốc, đó chính là sự xuất hiện của những con zombie từ vũ trụ Call of Duty. Thực tế thì bản mod này là kết quả của một cuộc thi làm mod cho Black Ops 3, và nó chỉ đứng ở vị trí thứ 23 mà thôi. Khi mới được công bố, PlayStation Portal của nhà Sony đã bị nghi ngờ bởi sự đơn giản, thiếu đi nhiều cơ chế của nó, thậm chí nhiều người cho rằng sản phẩm này là vô nghĩa. Tuy nhiên thực tế nó đã nhận được sự yêu thích lớn, trở thành sản phẩm đi kèm dành cho game bán chạy nhất tại Anh Quốc trong năm nay tính tới thời điểm này. Theo đó, từ khi chính thức có mặt trên thị trường tháng 11 năm ngoái, nó đã liên tục đứng top 1, top 2 tại Anh Quốc. Chỉ có duy nhất tháng 1 là PlayStation Portal trượt khỏi hai vị trí đầu tiên, nhưng là bởi nó đã hoàn toàn cháy hàng. Tháng 2 năm nay, Sony cho biết mặc dù không thể công bố số liệu chính thức, nhưng lượng bán ra của PlayStation Portal đã vượt qua dự kiến của họ. Rivals of Azure là tựa game đối kháng platform rất được game thủ yêu thích, một phần là nhờ khả năng cho phép mod đa dạng của nó. Và nếu bạn chưa biết thì cách đây chưa lâu, trò chơi này đã bổ sung vào game một nhân vật thú vị do cộng đồng tạo ra, đó chính là sát thủ hàng loạt số 1 Nhật Bản, Chakun. Sở hữu bộ chiêu thức riêng biệt cùng animation vô cùng mượt, Chakun có khả năng tiện đối phương Isekai sang một thế giới khác cực kỳ nhanh chóng. Đây rõ ràng là một sáng tạo rất đỗi hài hước của cộng đồng fan Rivals of Azure, vừa thú vị, độc lạ lại còn sở hữu tiềm năng thực sự về mặt gameplay. Được biết, Chakun là thành quả sau một tháng tại sự kiện Extended Workshop Anime Jam của Rivals of Azure. Các bạn có thể download ngay cho mình nhân vật này để trải nghiệm đấy. Game thực tế ảo vẫn đang tìm ra nhiều cách hơn để tạo ra trải nghiệm nhập vai thực sự cho game thủ. Mới đây, Roto đã tung ra sản phẩm Roto VR Explorer, một chiếc ghế được tạo ra nhờ sự hợp tác với Meta, cho phép bạn khám phá thế giới ảo một cách linh hoạt tối đa.
không chỉ sở hữu một motor có khả năng xoay theo hướng nhìn của bạn trong game, chiếc ghế này còn tích hợp cơ chế haptic feedback mang tới cảm giác như ta đang ngồi trong trò chơi mà mình đang chơi vậy. Sản phẩm này cũng có khóa bánh để tránh mọi tai nạn có thể xảy ra khi chơi game. Hiện RotoVR Explorer có tích hợp với các thiết bị MetaQuest cũng như hỗ trợ hơn 400 trò chơi và ứng dụng trên cửa hàng của chiếc kính VR này. Sản phẩm đã cho phép game thủ đặt trước với mức giá 799 USD. Chào mừng các bạn đã cùng đến với Phải Chơi Ngay của tuần này. Hôm nay cái tên mà mình muốn giới thiệu tới cho các bạn thực tế có muốn chơi cũng chưa được, bởi đơn giản là nó chưa ra mắt chính thức. Tuy nhiên Fae Game đã may mắn có cơ hội thử nghiệm tựa game này, và mình thấy rằng nó cũng là một cái tên khá thú vị mà các bạn có thể cho vào radar của mình trong thời gian tới đấy. Trò chơi của ngày hôm nay là White City. Được phát triển bởi Monka Studio, White City là một sản phẩm chiến thuật phát triển thành phố kết hợp thẻ bài với nguồn cảm hứng từ các tựa game như Slay the Spire và No Romantic. White City đặt ra nhiệm vụ cho ta là chạm tới mốc tiền mục tiêu được kiếm bằng việc sắp xếp khéo léo các sinh vật trên sân đấu giúp xây dựng một thành phố thịnh vượng. Các sinh vật này được chia làm 3 nhóm gồm động vật, thực vật và côn trùng, với mỗi loại lại được chia thành các nhóm nhỏ hơn. Với hàng trăm loại sinh vật, tính chiến thuật, tính đa dạng của White City được đẩy lên rất cao. Từ đơn giản là sự kết hợp giữa các chú chim và cây hoa hay các chú kiến đứng cạnh nhau để kiếm thêm tiền, White City sẽ ngày càng hoang dã hơn, như cho phép ta làm giàu bằng cách cho phép các sinh vật của mình nhai đầu nhau chẳng hạn. Bên cạnh đó, White City còn là một tựa game với nhiều yếu tố roguelike, với việc bạn được lựa chọn nâng cấp, mua thêm bài sau mỗi lần thắng hay spawn các địa điểm đặc biệt ngẫu nhiên trên bản đồ, càng làm mọi thứ khó đoán hơn. Một sản phẩm thú vị mà các bạn có thể thêm vào danh sách chờ đợi đấy. Như thường lệ, hãy cùng mình kết thúc tạp chí game ngày hôm nay với khoảnh khắc game cùng những thể loại game mà các bạn không thể thầm nổi. Sau đây là những câu trả lời sớm và ấn tượng nhất mà mình đã tổng hợp được. Đầu tiên, bạn Thành Danh Lê 8007 chia sẻ bạn không hợp với những tựa game cần thao tác nhanh nhạy như đối kháng hay hack and slash, do thao tác của bạn không thể bắt kịp với đòi hỏi của các trò chơi này, yêu cầu ta vừa tung chiêu, vừa di chuyển, vừa canh đỡ đòn, né đòn, đôi khi còn phải thay đổi giữa các thành viên trong nhóm nữa. Taco Caster lại cảm giác các tựa game Battle Royale tạo ra vòng lặp gameplay nhàm chán với bạn, chỉ nhảy dù, nhặt đồ, bắn nhau và hết. Bạn không thể hiểu nổi vì sao các tựa game dạng này lại có thể tồn tại. Kudo Phạm 2183 thì cho rằng MOBA là những tựa game khiến ta phụ thuộc vào đồng đội quá nhiều, khiến game thủ rơi vào tình trạng đổ lỗi cho ai đó nếu họ không làm theo ý mình. Cùng lúc đó, các ván game kéo dài quá lâu cũng là điều khiến bạn mất cảm tình với thể loại này. Quang Minh Hoàng 906 không thích các tựa game MMORPG vì cảm giác phải hì hục lên cấp và đánh quái đến khi hết máu khiến cho bạn máu chán. Nhất là các tựa game dạng này mà có yếu tố gacha thì bạn lại càng ghét hơn bởi những gì cảm giác tạch mang lại. Đỗ Hoàng Nam 1923 lại nhấn mạnh không thể mê nổi thể loại chiến đấu theo lượt, giống với khá nhiều viewer khác đã comment trong tạp chí game tuần qua, bởi chúng khiến cho gameplay trở nên quá chậm, dài lê thê. Chỉ trừ một ngoại lệ duy nhất mà bạn yêu thích là Hero of Might and Magic 3 mà thôi. Ugugai 9549 không thích các trò chơi multiplayer, co-op và một lần nữa là MOBA bởi mắt của bạn khá kém, nên những tựa game yêu cầu tính đồng đội cao như thế này dễ làm bạn gây ảnh hưởng đến team và bản thân sẽ thấy áy náy. Đúng là một game thủ có tâm. Jonathan chưa thể mê nổi các tựa game giải đố bởi đơn giản bạn không giỏi chơi thể loại này. Vấn đề kỹ năng cũng là nguyên do mà bạn Kenichan 2103 không đam mê các tựa game FPS. Bạn cảm thán rằng bởi tốc độ phản xạ chậm nên bạn còn chẳng thể bắn nổi lũ AI trong game, chứ chưa nói gì để đối thủ là con người. Việt Nam GigaChat không ưa thích thể loại kinh dị kết hợp với Walking Simulator. Không phải vì chúng đáng sợ, mà những trò chơi dạng này thường đi kèm với những yếu tố kém chất lượng như giải đố quá đơn giản, kẻ thù phần lớn là không tồn tại, làm sản phẩm trở nên có phần lười biếng. I am Phúc 31 gọi tên các tựa game Soulslike với nguyên nhân là bởi skill issue. Bạn giống với mình đấy. Tùng Nguyễn Văn 6629 không bao giờ có thể thích được các trò chơi có yếu tố gacha bởi theo bạn nó chẳng khác nào đánh bạc. Cùng với đó, các tựa game dạng này thường lấy nhân vật nữ để thu hút người chơi hơn là thực sự đầu tư vào chất lượng. Bách Nguyễn 5993 tự nhận bản thân là một người thiếu kiên nhẫn, do đó những trò chơi có cơ chế buộc người chơi chơi lại từ đầu nếu mắc phải sai lầm như Only Up sẽ khiến bạn vô cùng nhanh nản. Nguyễn Trần không phải là fan của các trò chơi thế giới mở, đơn giản vì chúng có quá nhiều thứ để làm, khiến bạn bị loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Cùng với đó, một tựa game open world tệ còn kéo theo thế giới nhàm chán, NPC trùng lặp, kẻ thù kém phong phú, càng làm bạn cảm thấy chán game hơn. Vịt lần này chỉ đích danh game kinh dị bởi bạn khá dễ bị ám ảnh, mỗi lần chơi game thuộc thể loại này xong là lại bị mất ngủ. Hoa Lê lại chia sẻ khá hài hước rằng bạn là thể loại game thủ mất não nên không thích game chiến thuật luôn cho tiện. Akidat 8232 không mê nổi Visual Novel, dù có rất nhiều các tựa game dạng này có chất lượng tốt mà bạn còn thích đọc sách nữa. Lần duy nhất bạn chơi một trò chơi Visual Novel là Doki Doki Literature Club với thời gian chơi chỉ là 21 phút mà thôi.
Angho 3808 lại gọi tên thể loại game tương tác FMV là thứ bạn không thích nhất khi chúng yêu cầu game thủ phải đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên bạn lại vô cùng đắn đo mỗi khi phải đưa ra những quyết định này và nhiều lần cảm thấy không hài lòng, hụt hẫng khi đem lại kết quả không như ý. Water8922 chia sẻ dù bạn là nữ nhưng không thể nuốt nổi game Otome, gu của bạn là những trò chơi máu lửa ngầu ngầu thay vì game hẹn hò tán tỉnh chim chuột nhau. Ác Phạm 941 chưa bao giờ ngấm nổi MMO bởi bạn không hợp với việc phải kêu gọi hay tham gia raid gồm 7-8 người. Bạn có thử một vài trò chơi dạng này nhưng đều drop hết vì không muốn raid với người lạ. Bách Nguyễn Hoàng Thanh 1079 lại cho rằng game thể thao không hợp với mình vì nếu bạn muốn chơi thể thao thì sẽ ra ngoài chơi thay vì ở nhà chơi game dạng này, một quyết định rất hợp lý. Hiếu Nguyễn dễ mất hứng với những tựa game cho phép ta vừa chơi theo thời gian thực lại vừa có cơ chế theo lượt như Dragon Age chẳng hạn, bởi chúng khiến bạn mất nhịp combat, đang chơi thì phải dừng lại để điều chỉnh đội hình. San Sajima nói chê về các trò chơi Met 3 hay game xếp gạch hoặc nối kẹo, bạn cảm thấy chúng rất chán dù đây là sản phẩm mà nhiều bậc phụ huynh yêu thích hay chơi để giết thời gian. Alpha1751 lại đặc biệt không thích các trò chơi đối kháng mà cách chiến thắng là hất đối phương ra khỏi sàn đấu, bạn cảm thấy chúng không phê, học chơi thì lâu nhưng đánh nhìn thì lại không có lực, chỉ trừ Party Animal là bạn thấy thích vì nó thiên về giải trí nhiều hơn. Hoàng Giang Ngô 4874 đã thử chơi Broken Sword nhưng vẫn không thể thấm được thể loại game phiêu lưu giải đấu point and click bởi chúng rất chậm, chơi có thể rất mất thời gian mò mẫm trên màn hình, ngoài ra game cũng không có tính thử thách hay trừng phạt gì người chơi cả. Đó là những bình luận đã có trong khoảnh khắc game tuần này. Ngày hôm nay hãy cùng tới với một chủ đề mới nhé. Những ngày qua Black Myth Wukong có lẽ là cái tên mà game thủ quan tâm nhất, cho phép chúng ta vào vai Ngộ Không, một chú khỉ quyền năng. Dạo này có khá nhiều các trò chơi đưa game thủ nhập vai vào động vật. Vậy nếu được bước vào thế giới game thì bạn muốn hóa thân thành con gì và trò chơi đó sẽ như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng mình nhé. Trước khi kết thúc, xin cho mình nhắc lại một lần nữa về việc Fair Game đang kêu gọi sự đóng góp của các bạn cho ấn phẩm GG Well Play sắp tới với những bức fan art thú vị nhé. Hãy gửi tác phẩm của các bạn về địa chỉ mail fairgame.contact@gmail.com và hãy cố gắng gửi những bức tranh hợp với thuần phong mỹ tục một chút để GG Well Play không bị gõ đầu nhé. Tạp chí game tuần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay hãy để lại một like và một subscribe cho chúng mình nhé. Ngoài ra hãy truy cập trang Facebook hoặc Discord của Fair Game để hòa mình vào cộng đồng người xem đông đảo cực kỳ nhắn nhít. Còn nếu các bạn thật sự yêu mến cũng như muốn ủng hộ nhiều hơn cho Fair Game chúng mình thì có thể nghiên cứu tham gia chương trình membership với nhiều ưu đãi đáng giá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau.